Chào mừng các bạn trở lại với kênh Capassion. Và như tiêu đề của video, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chiếc Android Box đầu tiên của Vietmap có tên gọi là BM9. Thiết bị này có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong video clip này. Dẫn đường đến Highland Coffee, đường Nguyễn Cơ Thạch. Như các bạn đã biết thì công việc của mình thường xuyên đi lại và di chuyển bằng ô tô, cho nên rằng là một cái phần mềm bản đồ dẫn đường là một thứ không thể nào thiếu được. Và ngay khi mình nghe được thông tin là Vietmap họ sẽ ra mắt một cái dòng Android Box mà có những tính năng rất đặc biệt của Vietmap thì mình đã nhanh tay để mua sản phẩm này về. Và bây giờ mình cùng nhau mở hộp của thiết bị này ra. Và như các bạn đã nhìn thấy thì tổng thể thiết bị là một cái lớp sơn bên ngoài là mà carbon, và họ làm theo kiểu carbon bóng á. Nó giúp cho chúng ta có một cái sự sang trọng hơn, mà nhất là những bạn nào đang đi những chiếc xe Đức hay là những chiếc xe sang á, thì các bạn để lên trên cái vị trí của cái bề thị tay á, và các bạn để trong hoặc để ngoài, nó đều thể hiện một cái sự sang trọng và tinh tế. Ngoài ra thì các bạn lật ở phía sau lên thì các bạn cũng thể nhìn thấy đó chính là có rất là nhiều những cái khe gió. Và những cái khe gió này giúp cho tối ưu nhiệt độ của thiết bị. Thì các bạn nào đang xài những thiết bị smartphone á, thì các bạn cũng hiểu một điều rằng là cái nhiệt độ của thiết bị nó càng mát thì giúp cho thiết bị vận hành ngày càng trơn tru và ổn định hơn. Và tổng quan lại thì thiết kế của thiết bị này mang tới một cái sự chắc chắn, và mình thật sự rất là thích cái cách thiết kế này. Còn các bạn nghĩ sao thì cùng để lại bình luận bên dưới. Mới đây thì Vietmap BM9 đã cập nhật một bản firmware mới và nó có khá là nhiều thứ hay. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm nha. Như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình, giao diện chính của Vietmap BM9 khác biệt hoàn toàn so với những dòng Android Box đang có trên thị trường. Các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy rõ ràng trực quan nhất là cái bản đồ của Vietmap S2, Vietmap Lite nằm ở ngay giao diện chính. Ở bên góc bên phải chúng ta sẽ có được một cái đồng hồ, và bên dưới là một cái khung để thể hiện được các tính năng media. Ví dụ các bạn có thể nghe nhạc, hiển thị tên bài hát hoặc là một số thứ. Cái điểm mà mình rất là thích trên chiếc Android Box BM9 đó chính là khi chúng ta nổ máy thì cái màn hình chính đã hiển thị được cái bản đồ, và chúng ta không cần phải tốn rất là nhiều thao tác so với những cái thiết bị khác. Thì các bạn đã nhanh chóng biết được là mình đang ở đâu và mình sẽ đi đường như thế nào, và các bạn có thể bấm tính năng dẫn đường luôn. So với các dòng Android Box trên thị trường là chúng ta có được hai phần mềm độc quyền của Vietmap, đó chính là Vietmap Lite và Vietmap S2 nằm trực diện ở giao diện chính luôn. Các bạn có thể tùy chọn một trong hai phần mềm. Đây là thiết kế giao diện PAP của Vietmap. Xem bản đồ và giải trí là hai nhu cầu sử dụng phổ biến nhất khi lái xe. Hiểu được yêu cầu trên nên Vietmap đã thiết kế nên giao diện này. Đối với một số dòng xe, ví dụ như các bạn có kích thước màn hình ngang hoặc là màn hình dọc, thì thiết bị sẽ tự động điều chỉnh cái kích thước của màn hình để phù hợp với cái màn hình của xe các bạn luôn, nên các bạn không cần thiết phải lo về điều này. Nên BM9 là thiết bị có độ tương thích màn hình cao cho hầu hết mọi dòng xe ở Việt Nam. Khi chúng ta có được cái bản đồ ở ngay màn hình chính, nó giúp cho cái quá trình lái xe của các bạn nó nhàn hơn, bởi vì chúng ta luôn luôn có một người trợ lý để hỗ trợ trong các tuyến đường, và đặc biệt là các bạn để tìm một cái con đường nhanh nhất, và các bạn không cần phải suy nghĩ rằng là chúng ta phải đi đường nào ra nó nữa. Khi lên xe là bạn đã biết rõ được vị trí của tên đường, quận, thành phố. Bạn chỉ cần nhìn vào thanh thông tin hiển thị bên dưới. Như trường hợp của mình thì mình nhận được tin nhắn của một người bạn hẹn tại một địa điểm, thì ngay lập tức mình đã có bản đồ để tìm đường. Để trực quan và giao diện của Android Box BM9 so với lại các dòng Android Box khác trên thị trường á, thì mình có để sẵn cái hình ảnh như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó. Đó chính là cái Android Box của một cái thương hiệu khác. Và cái giao diện của các bạn sẽ phải click vào rất là nhiều. Các bạn sẽ từ menu chính, các bạn sẽ vào phần mềm và chờ phần mềm nó load, thì các bạn mới có thể vào được phần mềm bản đồ. Và không riêng gì Vietmap S2, Vietmap Lite, mà tất cả những cái phần mềm khác khi các bạn không được đưa ra ngoài giao diện chính, nó sẽ giúp cho quá trình của bạn phải thao tác vuốt nhiều hơn. Nó ảnh hưởng đến cái quá trình lái xe của các bạn và cũng có một sự mất tập trung khi bạn lái xe hơn. Trong khi đó thì quay lại với BM9, thì các bạn sẽ nhìn thấy được chúng ta có được một cái bản đồ ngay màn hình chính. Thêm một điểm nữa là các bạn có thể điều khiển bằng giọng nói để dẫn đường. Dẫn đường đến điểm rửa xe. Đối với một số bạn mà đang đi những dòng xe sang, những dòng xe đắt tiền, và đặc biệt nhất là dòng xe Đức á, thì các bạn sẽ không có khả năng tương thích với lại cái phím bấm trên vô lăng nha. Thì BM9 họ đã thiết kế sẵn các bạn một cái nút bấm ở vị trí này.
Thì theo như quan điểm cá nhân của mình thích bấm ở vị trí này hơn. Bởi vì nó cho mình một cái cảm giác mà sờ chạm mình sẽ rất là thích tay. Và thêm một cái nơi bề mặt đó khá là láng mịn, nó cũng hay hay. Với cách thiết kế giao diện như thế này, Vietmap họ mang đến một cái giao diện, thứ nhất các bạn thấy được là đẹp, thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một sự tiện ích hơn, và thứ ba là các bạn sẽ thao tác nó dễ dàng hơn rất nhiều. Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình khá là thích với cái cách thiết kế giao diện của Vietmap BM9, bởi vì mình có thể dễ dàng nhìn thấy được cái tuyến đường, cái cung đường, và nhất là cái công việc của tụi mình là thường xuyên phải đi side check rất là nhiều điểm, và tất nhiên là chúng ta sẽ đến những con đường lạ, và đường lạ thì các bạn sẽ thậm chí không có người để hỏi nữa. Thì chính nhờ những cái tính năng hay của cái bản đồ Vietmap cũng như là cái Vietmap Android Box, nó giúp cho mình dễ dàng tìm được con đường để đi ra ngoài, và cũng như là định vị được cái tuyến đường để mình có thể đến đó quay phim hoặc chụp hình gì đó. Còn các bạn nghĩ sao về một cái bản đồ được tích hợp ngay trên giao diện chính thì cùng nhau để lại bình luận bên dưới, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Một cái điểm mà mình rất là thích trên chiếc Android Box BM9 kết hợp với lại cái phần mềm Vietmap S2 là một cái bản đồ dẫn đường offline đó, có cảnh báo giao thông khi mà các bạn định lộ trình từ A đến B trên phần mềm Vietmap S2, và các bạn sẽ dừng tại một cái điểm trung gian, thì thông thường tất cả những cái phần mềm khác á, ví dụ như các bạn xài Google Maps chẳng hạn, hay là một cái phần mềm bản đồ của hãng tối ưu trên một chiếc xe, khi các bạn tắt máy khởi động lại xe và tiếp tục lộ trình thì cái tuyến đường đó của các bạn đã không còn, thì các bạn sẽ phải thiết lập lại. Và trong khi đó, đối với lại cái Vietmap S2 được tích hợp trên cái BM9 này, các bạn sẽ tiếp tục được lộ trình, các bạn không cần phải điều chỉnh lại. Bởi vì sao? Bởi vì dữ liệu của các bạn trên tuyến đường đó đã được ghi lại. Ngoài ra, với cái phần mềm Vietmap S2, các bạn sẽ rất là dễ dàng tìm kiếm những cái quán cà phê, những cái cây xăng mà của Petrolimex chính hãng, và đặc biệt là có luôn cả khách sạn và nhà hàng. Đó là một trong những cái tiện ích khi mà các bạn xài phần mềm Vietmap S2. Một trong những cái điểm mà mình thấy khá là hay trên cái chiếc Android Box BM9 đó chính là cái khả năng tiếp tục phát cái bản nhạc mà các bạn đang nghe ngay trên ứng dụng của Zing MP3 hoặc là Spotify. Và việc của các bạn lúc đó chỉ cần lên xe, nổ máy và chờ khoảng vài chục giây là chúng ta sẽ có nhạc và có luôn cả bản đồ. One hour later. Theo mình, đó là một trong những cái điểm cộng khá là hay trên cái BM9 này. Và để cho tính năng này được hoạt động ổn định nhất và cũng như là trải nghiệm của bạn tốt nhất thì các bạn nên download file về trước. Nó giúp cho cái chất lượng âm thanh của bạn nghe hay hơn nhiều. Với firmware mới của chiếc Android Box BM9 thì các bạn không cần phải vào phần mềm, mà tất cả những thông tin bài hát đều được hiển thị ở giao diện chính, giúp cho việc các bạn sử dụng nó dễ hơn, các bạn biết được bài hát là cái gì và các bạn qua bài cũng tiện hơn. Vietmap Lite còn có các tính năng hiển thị giao diện ở dạng widget. Bản đồ sẽ được thu nhỏ widget với các biển báo tốc độ giới hạn, tốc độ giới hạn tiếp theo, tốc độ xe đang chạy và các biển báo khác ở dạng icon. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các ứng dụng khác full màn hình mà vẫn có thể xem được các thông tin cảnh báo từ Vietmap Lite. Như lúc nãy mình có chia sẻ thì ngay cái vị trí cái nút bấm ở phía trên cái hộp của Android Box, các bạn thể dùng để gọi trợ lý ảo. Và thiết bị này sẽ có sẵn hai trợ lý ảo, đó chính là Vietmap Assistant và một cái là Kiki. Và các bạn nên xài Vietmap Assistant bởi vì sao? Nó có khá là nhiều thứ các bạn có thể điều khiển được trong đó. Ví dụ như các bạn có thể vào nghe nhạc, mở phần mềm, dẫn đường. Và đặc biệt nếu như các bạn cập nhật thông tin của chiếc xe lên phần mềm của Vietmap Assistant thì trợ lý ảo này có khả năng tra cứu được cái chiếc xe bạn có vi phạm phạt nguội hay không. Và bây giờ đến với phần quan trọng nhất, đó chính là phần giá. Thì cái thiết bị này lúc mà mới ra mắt và mình mua đang là mức là 8.449.000, coi như là 8.500.000. Và tới thời điểm bây giờ thì thiết bị đang còn 7.490.000. Bây giờ mình cho chẳng là 7.500.000 đi. Bỏ ra 7.500.000 thì các bạn được gì trên cái Android Box BM9 này? Mình sẽ nói sơ một xíu về cái thông số kỹ thuật của thiết bị này. Cái cấu hình của chiếc Android Box BM9 chúng ta đang có là một chiếc chip của MediaTek với 8 nhân và xung nhịp là 20GHz. Ngoài ra ROM thì chúng ta có là 64GB kết hợp với RAM là 4GB. Ngoài ra thì các bạn có thể mở rộng bộ nhớ lên 256GB. Và theo như mình thì mình nghĩ rằng là cái chuyện mà các bạn nâng cấp lên vậy rất là tốt, bởi vì các bạn thể lưu được rất là nhiều những cái kho nhạc của các bạn và nhạc chất lượng cao sẽ cho trải nghiệm tốt hơn. Ngoài ra đối với các bạn nào đang có con nít á thì các bạn có thể chứa thêm nhiều video thì các bé sẽ cảm giác như khi đi xe nó sẽ vui vẻ hơn và thú vị hơn. Khi các bạn mua cái thiết bị Android Box BM9, các bạn sẽ có được hai cái loại dây kết nối. Một dây đầu tiên là Type-C và dây thứ hai đó chính là dây Type-C kết nối với đầu còn lại là USB-A. Hai bộ dây này giúp cho thiết bị dễ dàng tương thích với rất là nhiều dòng xe. Đối với dòng xe cao cấp các bạn dùng Type-C và đối với dòng xe phổ thông các bạn có thể dùng Type-A. Điểm mà mạnh nhất trên cái chiếc Android Box của Vietmap đó chính là cái phần mềm bản đồ của Vietmap. Và mình đã chia sẻ rất là nhiều từ nãy giờ rồi.
Khi các bạn mua thiết bị BM9 thì các bạn sẽ có được hai cái phần mềm bản quyền của Vietmap. Đó chính là Vietmap S2 là một cái phần mềm bản đồ offline và Vietmap Lite là bản đồ trực tuyến. Nhờ có hai cái phần mềm này mà giúp cho quá trình lái xe của bạn trở nên an toàn hơn và nó nhàn hơn rất là nhiều. Đặc biệt là đối với những bạn nào mà hay đi khám phá những cung đường mới và có một chút lo sợ khi mà mình không biết tuyến đường này tốc độ là bao nhiêu thì các bạn nên yên tâm. Tốc độ giới hạn tiếp theo 60 km/h. Thì hai phần mềm này sẽ là trợ lý đắc lực cho các bạn trong quá trình lái xe. Mình cũng xin chia sẻ thêm là trong quá trình mình cầm lái xe trong suốt thời gian vừa qua, trong một năm có khoảng chừng là 35-40.000 cây số thì mình chưa bao giờ bị dính một cái lần vi phạm nào, từ những lỗi nhỏ nhất luôn. Tất cả đều nhờ có Vietmap Lite và nhờ có Vietmap S2 và trước đó là Vietmap S1. Để mua được cái sản phẩm Anabox BM9 này, các bạn có thể đến với Vietmap hoặc là các bạn đến với các đại lý phân phối của Vietmap. Video này là những đánh giá của mình về chiếc Anabox BM9 sau 3 tháng sử dụng ngay từ khi thiết bị được ra mắt. Và như các bạn cũng nhìn thấy thì một ngày làm việc của cô trợ lý ảo của mình, BM9 sẽ hoạt động như thế nào. Và nếu như các bạn đang là những người đang tìm kiếm một cái thiết bị Anabox và có khả năng cảnh báo giao thông, với mình thì việc đầu tư một chiếc Anabox như thế này đang là món hời, bởi vì các bạn chỉ đầu tư một lần và các bạn có thể sử dụng cho rất nhiều xe. Và thậm chí luôn là khi các bạn đi một chiếc xe của bạn bè, các bạn cũng chỉ việc tháo dắt của chiếc xe mình ra và cắm vào chiếc xe của bạn, thì tất cả những dữ liệu của các bạn đều có trên thiết bị này và qua một chiếc xe khác. Đối với các bạn đang tìm kiếm một chiếc Anabox mà có khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây và đặc biệt là có luôn tính năng cảnh báo giao thông thì đây chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Còn các bạn nghĩ sao về Anabox Vietmap BM9 thì cùng nhau để lại bình luận bên dưới. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cái thiết bị này cũng như là các dòng sản phẩm của Vietmap. Cảm ơn bạn đã xem video clip. Nhớ like, subscribe kênh Car Passion và nhớ theo dõi tụi mình trong các video clip tiếp theo. Bye bye.